Truyền thông gần đây tiết lộ huấn luyện viên Ten Hag của Manchester United đã mất 50% sự ủng hộ trong phòng thay đồ của đội và có cảnh báo rằng ông có thể phải rời Old Trafford như những người tiền nhiệm của mình như Jose Mourinho, Ole Gunnar Solskjaer và Ralf Rangnick. Tuy nhiên, tiền vệ McTominay, người đã từng thất vọng khi không được huấn luyện viên Ajax tin dùng ở đầu mùa giải, đã khẳng định vị trí của mình và tuyên bố sự đoàn kết trong đội bóng. Trong một cuộc họp báo, McTominay nói: "Chúng tôi có nhiều cầu thủ tuyệt vời và có những tính cách lớn trong phòng thay đồ. Đây không phải là trường hợp giống như một số huấn luyện viên trước. Đội ngũ hiện tại luôn ủng hộ huấn luyện viên một cách kiên quyết. Chúng tôi cũng có một ban huấn luyện tuyệt vời và toàn đội chỉ muốn làm tốt cho câu lạc bộ." Huấn luyện viên Ten Hag đang đối mặt với nguy cơ loại khỏi Champions League sau khi đội bóng thất bại thứ 11 của họ trong mùa này với trận thua thứ 6 tại Old Trafford. Manchester United cần phải giành chiến thắng trước Bayern Munich và hy vọng Copenhagen sẽ hòa Galatasaray để có cơ hội đi tiếp trong vòng bảng Champions League.